Còn những loài gấu nhỏ này khi đầu sẽ trải qua thời gian như từ 2 năm trở lên và 3 năm đủ loại cho ra một viên ngọc trai khi đầu nhé. Khi mà cái thác ngọc trai đến đầu bằng cách mổ trực tiếp bên trong nội tạng của con trai ra, chúng ta thấy ngọc và lúc đó con trai cũng chết trong cái đầu nè. Viên ngọc trai nào đẹp hoàn hảo thì chúng ta tiến hành làm xích để bán. Viên ngọc trai là lỗi nhiều quá xấu quá làm xích không được, bỏ dơ mát mài ra thành bột để chi xuất được ngọc trai. Còn cái thịt con trai có thể đem ngoài xào nấu cháo làm lẩu, cái chanh nó rất là ngon với đầu nha. Rồi bây giờ Diêm phép mỗi tiết cho gia đình chúng ta qua nó chạy một tiết. Sau thời gian nuôi từ 2 đến 3 năm đến đồng là chúng loại con nhỏ này chỉ cho ra được một viên ngọc trai thôi. Và viên ngọc trai này tầm khoảng 3 đến 4 ly thôi với đồng nha. Còn chúng loại con chúng lớn này với đồng sau thời gian nuôi từ 3 đến 9 năm có thể cho ra được từ 1 đến 10 viên ngọc trai. Và viên ngọc trai lớn có thể lên đến 7 đến 8 ly luôn ạ. Rồi xin mời đồng cái nhà chúng ta di chuyển vào chỗ này để thứ ba được phải đẹp viên ngọc trai với đồng ơi. Ta mua được sống. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Đồng thời nếu thấy video thú vị thì cho một like và nhấn đăng ký để xem những video mới nhất để khám phá cuộc sống ở trên kênh Hương Sen TV nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Quản đồ đắt đẹp à, cái đẹp phải thế thôi. Còn cái 10 triệu về nhà cái nhau à? Anh mày dạn anh mua đi, việc gì đâu. Này anh ăn được không anh lấy. Xếp trên xe không xuống.
nào đẹp? Cái này bao nhiêu không bớt được ạ? Được không chị? Bao nhiêu em? 300.000. Mấy một cái đấy? 300.000 một đôi. Cái nhỏ mình cho nó dễ nhất, dễ nhất. Có 300 nghìn. Một đôi nhé, một đôi là mấy đó? 300 một đôi ạ. Vâng. Nhỏ cái này được. Đúng rồi. Này bao nhiêu? Đây toàn 10 với 15 triệu. 4 triệu. Này có giá là 6 sao nào, quay lên sao nào. Thứ màu trắng thôi. Nhưng có vẻ hơi to thì phải. Cái bé hơn nè. Tí đeo là đây là sản phẩm làm đẹp từ ngọc trai. Cái này bao nhiêu tiền? 800 mặt dây chuyền. Mua chưa? Đây chung này, bên đây đẹp này. Bao nhiêu tiền một cái này em? 1 triệu ạ. Có dài nhưng mà cái bluetooth nó